À, bây giờ là mình đi ra chỗ cái bến tàu Marina của Cabo San Luca. Bây giờ mình sẽ có tour, mình đi chơi, mình đi ra, mình coi đi lặn, hai người bạn mình đi lặn, rồi đi ra ngoài biển chơi. Cái tàu sẽ chở mình đi 2 tiếng đi lặn. Đây là cái bến tàu Marina ở Cabo San Luca. Mấy cái tàu này lớn, mình gặp cái tàu này là giống như là mình mướn riêng á, cho nên có 4 người đi thôi. You like this music or you like rock music? Yeah, it's good.